Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Xuân Hữu. À, các bạn thân mến, hiện tại Xuân Hữu đang ở nhà thầy Chu Văn Thạch và đây là những chiếc đàn mà thầy vừa mới làm xong. Nó là một những chiếc, đây là những à, mẫu đàn mới mà thầy vừa mới thiết kế xong và cũng vừa mới làm xong cả nhà và à, bên này thì thầy cũng đã test âm thanh và lắp dây xịn sò hết rồi. Với mọi người có thể nhìn những cái hình thức đây là những cái mẫu mới này. Đấy, mà chính uh, tay con gái của thầy uh, vẽ ra cái mẫu này, đó, đó. Đây là bằng uh, gỗ mít đã được uh, sơn bóng bẩy, kiểm tra rất là kỹ rồi nhé cả nhà nhé. Và đây là những chiếc mặt có thể tháo ra được cả nhà, nên là yên tâm không phải lo về vấn đề là, tức là hệ thống đàn của thầy thạch thì có thể tháo lắp bình thường mọi người có thể tháo ra và lắp vào, không sợ là bị thế này thế kia đâu. Yên tâm, nó về chất lượng nếu mà khi mà gửi đi các bạn mà không ưng chúng ta có thể gửi lại thầy không vấn đề gì chúng ta sẽ đổi lại. Đó, còn bên này là những chiếc đàn, đây là các bạn biết tại sao lại để mặt này không? đó đây là những chiếc đàn tháo cái mặt đây ra để chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại uh, âm thanh, xem trong bầu đàn nó như nào, còn chỗ nào để cần xử lý không thì chúng ta mới lắp mặt. Và bên cạnh đó chúng ta sau khi ví dụ có những cái bạn nào mà yêu cầu mà muốn lắp mic thì chúng ta sẽ lắp mic vào trong này đấy vẫn lắp bình thường chứ không không nhất thiết là phải tháo ra mà mặt này đây được tiện đó, rất là tiện luôn bởi vì khi mà tháo mặt này ra nhé mọi người phải hiểu là âm thanh quả bầu nào không phải nó không phải quả nào nó cũng như nhau đấy nên phải tháo ra và khi mà chúng ta sẽ lắp thử một cái cái mặt vào để chúng ta test âm thanh nghe xem nó đã, đã chuẩn chưa nếu mà nó tiếng nó chưa tròn tiếng đó thì chúng ta lại phải phải trà ở trong này đó hoặc là đệm giữa nào đấy, chúng ta để cho âm thanh cho nó được thanh thoát và nó tròn à, tiếng nhất. Đấy. Nó đàn này thì chi tiết thì mọi người nhìn nhất là kỹ đây này, đấy cái này không phải là gắn keo riếc gì cả, đây là chúng ta là thiết lắp à, thiết kế lắp trực tiếp vào đây và do bàn tay khéo léo của à, thầy và các anh em làm việc cái lắp mới được như thế này chứ còn vào tay Xuân Hữu chắc nát hết đàn. <laughs> Đó, chi tiết rất là kỹ và mọi người nhìn bên trong này này, đàn được uh, đây nhá, được được khoét rất là kỹ. Đó, đây là được khoét rất là kỹ, rất là đẹp luôn. nó khoét rất là kỹ và đẹp. Riêng về phần thô này thì yên tâm và mọi người nhìn cái mặt sau này, đẹp lắm. Đấy. Vân gỗ, Thứ gỗ là rõ nét hết đây này, vân gỗ nét hết. Mọi người nhìn nhá, đây nó mỏng như như quả bầu bình thường mình thôi. Khi mà mới đầu á nó nó chưa khô hẳn thì nó sẽ nó chỉ nặng hơn bầu một tí thôi, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng nhiều nó khô dần khô dần thì quả bầu nó ổn định rồi thì nó sẽ không không nặng nữa. Nó đây là những chiếc đàn và đang chờ mọi người khi mà chúng ta liên hệ mà đặt đàn là muốn lắp mic thì uh, thầy sẽ lắp uh, cho mọi người những chiếc đàn bên này. Nó theo yêu cầu của mọi người có thể sử dụng đàn cao mic và đàn không cao mic, tùy theo theo mọi người uh, theo, theo mục đích sử dụng của mình thôi. Như theo Xuân Hữu thì Xuân Hữu uh, thấy uh, lắp mic thì nó sẽ sử dụng được hai hai việc đó là chúng ta có thể diễn trên sân khấu đây, cắm loa, và lấy tút hay là tất cả các hệ thống âm thanh lớn nhỏ đều có thể uh, sử dụng được hết nhé cả nhà nhé, chứ không phải là âm thanh nào cũng là mà chúng ta là phải chọn từng loại âm thanh không? âm thanh nào cũng lắp được hết loa bluetooth không dây hay mic không dây hay là mic có dây đều sử dụng được được hết nhá nên là yên tâm Đấy. mọi người cần muốn mua đàn cứ liên hệ với xuân hữu và muốn lắp mic thì alo xuân hữu xuân hữu sẽ bảo thầy lắp cho đây, đây những đây là những chiếc cần đã được làm rất là kỹ mọi người có thể nhìn thấy những cái chi tiết những cái vân này, này không tì vết gì cả đã được sơn sạch rồi đúng rồi và đấy khi mà mọi người sử dụng có vấn đề gì có 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 rất là nhiều bạn là thắc mắc là tại sao cái này nó bị lỏng đấy. thực ra là khi mà chúng ta lên dây ấy, chúng ta phải ấn vào vặn ấn vào bởi vì cái này nó, nó 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 là lỏng như này nó là chuyện bình thường thôi cả nhà để chúng ta có tiện lên dây mà kiểu gì chúng ta cũng sử dụng đàn cũng vặn lên vặn xuống mỗi một bài hát thì chúng ta lại sử dụng cái tông nhạc khác nhau giọng hát mỗi người một khác nhau cho nên là chúng cái này chúng ta vặn thường xuyên như xuân hữu vặn suốt ngày đó. chúng ta cứ mỗi lần vặn thì chúng ta sẽ ấn vào một tí đó, này không sợ đâu không vấn đề gì riêng về cái phần ngựa đàn mới đầu nó hơi chân nhưng càng sử, càng sử dụng lâu thì đàn nó càng ổn định nhá mọi người nhá và đàn sẽ càng kêu to còn mới đầu thì mình mới phun sơn và mình món à, chưa kịp khô hẳn đó. thì đàn nó chưa ổn định về dây cước ấy, nó cũng chưa ổn định nó sẽ có sự co giãn nó mọi người phải hiểu đàn đùm càng lâu tiếng càng hay nói bên này là những cái đàn đã hoàn thiện mọi người có thể thấy khi mà lắp nó sẽ như thế này đấy mọi người thấy kỹ giờ cái này là cái này này cái này những cái này là không không gắn keo nhé cả nhà nhé mọi người có thể thấy ở đây là những chiếc mặt đàn là không gắn keo cái này mọi người có thể tháo lắp bình thường đấy, muốn xem bên trong uh, quả bầu này như nào mọi người có thể tháo ra Đó, nhưng mà phải cẩn thận mình sẽ bởi vì cái mặt màu này làm để cho nó kêu to ấy, thì cũng mỏng không được làm quá dày cho nên là khi tháo ra mọi người phải để ý cẩn thận một chút đừng để cậy nó bị uh, vỡ uh, phải đều tay đấy có những nhiều đàn rất là hay này này cái đàn này sơn hữu thấy là vân viết rất là đẹp hay này cả nhà mà muốn uh, cái đàn này sơn hữu là cho là bầu là, là số 1 nhá đấy đây là đàn số 1 đàn này chiếc đàn này là chưa ai đặt này mà có cái cái vân mặt đàn rất là đẹp đây này đấy ai liên hệ xuân hữu đầu tiên sẽ tặng cho cả nhà quả đàn này luôn <laughs> đấy, đây là những cái dây mới vừa lắp xong cũng chưa cắt hết đâu. đang đó, tới này mới cắt ngựa đàn lắp khi mà sử dụng ấy mọi người có một cái lưu ý là nhiều người sử dụng về là cứ để cái cái ngựa đàn nó lên như thế này cứ để cứ để như thế này đấy mọi người toàn để thế thế thôi lên dây kiểu gì xong rồi cứ để y như thế đấy, cái này là lưu ý nhá khi mà các bạn hát xong rồi thì chúng ta phải kéo cái ngựa này lên để đây đấy, hoặc là chúng ta sẽ có thể hạ xuống để hai cách đấy như thế này khi mà chúng ta để như thế này thì nhất là dây nó sẽ không coi giãn nhiều vào à, cần chúng ta sẽ không bị cong mặt chúng ta cũng không bị võng mà sử dụng như thế thì nó sẽ tốt hơn nó giữ được đàn lâu hơn nói âm thanh lúc nãy xuân nếu đấy test cho cả nhà nghe rồi âm thanh thì đây không phải nghĩ rồi từ trên xuống dưới mọi người thấy là không chết một âm nào mà đợt này là lô đàn màu này rất là hay mọi người thấy không thà lại thà lại pi đỏ đấy. hôm nay đợt này là tinh gọn đi rồi cần rất là đẹp vừa với quả đàn và mở âm cái lỗ ra rất là đẹp mọi người có thể thấy đây là xưởng đàn bầu gỗ lớn nhất cả nước Việt Nam phải khẳng định với cả là như vậy bây giờ thầy là uh, chuyên là làm đàn bầu gỗ bởi vì là bây giờ là trồng bầu cũng rất là khó à đó cũng không phải đơn giản có bầu mà làm được ra một quả bầu tròn xong lại kết hợp với nhiều thứ mới có được chiếc đàn tính nó đẹp đẹp xong âm thanh nó còn hay nữa là một điều rất là khó đương nhiên thì đàn tính là đại diện cho dân tộc của chúng ta tày nùng thái thì bộ mặt của chúng ta ở đây đó thì chúng ta phải làm nào để cho nó nó đẹp nhất để cho uh, các dân tộc khác họ thấy được cái bản sắc của mình không chỉ đẹp mà về lời ca tiếng hát mà về cái dụng cụ cũng thế đại diện cho cả một dân tộc. Mình xinh, mình đẹp, đàn của mình cũng đẹp. Đúng không? À, này, còn bên bên này giới thiệu với cả nhà một chút là bên này là hệ thống máy móc của thầy. Đấy, đây là những cái đàn. Đây là những đàn mà thầy hay hay tấu này. Mọi người hay, hay thấy thầy mà hay tấu hay mà hát. Đây là Đây là sừng cái cái ngựa đàn này là bằng đây này cái này bằng sừng trâu đấy đây sừng trâu rồi cả nhà khi mà làm sừng trâu á, thì nó âm của nó sẽ khác với uh, bằng uh, ngựa ngựa uh, bằng ngựa gỗ và tí bởi vì là làm sừng trâu thì tiếng nó sẽ ấm hơn nó hay hơn nhưng mà là làm cái này thì mọi người phải đặt với thầy bởi vì là uh, làm cái quả này cũng vất lắm cái sừng trâu này ấy. không không dễ đâu cả nhà đây là cái chỗ này nhiều người bảo là có dễ cắm không rất là dễ thôi có gì khó đâu đây đây là đầu 6 ly này Đầu dây cân 6 ly Các bạn có thể ra ngoài quán bất cứ quán điện tử à, Âm thanh ánh sáng nào họ cũng sẽ có Chúng ta sẽ mua dây và, và họ lắp cái đầu này cho Cái này chỉ thế cắm vào đây thôi Đó xong một đầu bên kia chúng ta cắm vào âm ly hoặc là Loa và lấy tút Chúng ta tăng volume lên Chúng ta cũng tăng vừa vừa thôi Tiếng đàn nó Chúng ta không cần phải quá to Nó chỉ nó át đi tiếng hát Đó Đấy đàn tính chu thạch đây số điện thoại là 0969 785 900 đấy đấy không có âm nào bị chết không bị rè nữa cả nhà đấy mọi người thấy đàn rất ấm rất là ngon luôn Đó. đấy cả nhà mà muốn thay đổi phong thủy một tí mình dùng đàn bầu nhiều rồi bầu, bầu thật nhiều bây giờ chuyển sang thử bầu gỗ xem cảm giác nó như thế nào như xuân hữu và xuân hữu dùng cả hai một loại thì là quả bầu khô và một số đàn là số dùng bầu gỗ bầu gỗ thì nó tiện hơn là khi chúng ta đi đâu va đập các thứ nó không sợ không sợ à, nó bị à, mẻ hoặc bị vỡ tất nhiên là đàn thì chúng ta mà không cẩn thận chúng ta để rơi hoặc để ai dẫm thì nó cũng sẽ bị vỡ hoặc gãy thôi nhưng mà về bầu gỗ này thì xử lý dễ lắm đó. nhưng mà phải dễ phải vào tay thầy mới dễ chứ vào tay xuân hữu là lát là, là, thanh bành đấy này bạn nào mà muốn uh, muốn lấy ạ thì đặt với Xuân Hữu lấy quả quả đàn này này, quả quả bầu này Xuân Hữu rất là thích này. Đấy, ai mà lấy thì bảo thầy lắp lắp mic cho quả này vẫn đẹp lắm. Đây này. Đấy. Quả này vẫn đẹp tuyệt vời luôn này. Chỉ những người xem video mới biết quả này thôi nhá. Đấy, nhanh tay thì mới kịp. Này vẫn cực đẹp luôn. Ôi. Quả đàn này vẫn đẹp lắm. Đó, cả bên trong cũng thế. Nhưng mà chủ yếu mình nhìn bên ngoài bên trong thì lúc đó mặt không nhìn thấy đấy quả này phong thủy là đẹp này màu này thì quá đẹp mà. đấy đây là những chiếc đàn mà thầy vừa mới làm xong cả nhà mà muốn uh, mua đàn thì liên hệ trực tiếp với xuân hữu 0962 670 486 cứ liên hệ xuân hữu sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn uh, khi mà gửi đàn đi có vấn đề gì sai sót thì chúng ta sẽ đàm phán với nhau uh, ví dụ như uh, À, bên à, ở chỗ à, họ ví dụ như Viettel Sport hoặc là nhiều chỗ nữa bưu điện họ làm vỡ thì chúng ta lại bàn phương án khác chứ không à, bắt các, các bạn phải lấy đàn vỡ đó và ví dụ đi thì có vấn đề gì chúng ta chưa ưng thì chúng ta sẽ gửi lại chúng ta lấy đàn mới không sao cả thuận mua vừa bán để cho các bạn có một cái đàn ưng ý nhất chúng ta sử dụng cả đời các mà đâu phải là dùng một hai ngày đâu phải không? Đó. chào cả nhà nhé, hy vọng cả nhà ủng hộ Sơn Hữu. เธอเดียจับวิดีโอเนอะ